Nâng cao cảnh giới của mình Và nhập vào cảnh giới chư Phật Bị quyết chính là buông bỏ Căn bệnh lớn của chúng ta chính là không buông bỏ được Nguyên nhân đầu tiên không buông bỏ được Chính là coi thân này là của mình Mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm Đều nghĩ cho thân mình đều vì bản ngã này mà nghĩ tự tư tự lời như vậy là mê quá nặng nề nghĩ mình cũng nghĩ đến người khác không tệ tâm lượng đã lớn hơn một chút rồi đó họ có thể thay cho người khác nghĩ để nâng cao hơn một bậc nhưng vẫn mê hoặc điên đạo Thật sự có thể khởi tâm động niệm Nghĩ cho biến pháp giới hư không giới đó Chính là tâm đại thừa Là tâm của Bồ Tát Không vì phiến diện Mà vì biến pháp giới hư không giới Vì sao vậy? Vì tâm lượng của chúng ta nó vốn lớn như vậy tâm lượng của chúng ta có thể bao trùm cả hư không pháp giới đó là tâm lượng vốn có của mỗi người chúng ta loại thứ ba của ba loại chu biến trong hoàng nguyên quang bao hàm không và có đó tức là nói tâm lượng Lượng nhỏ không được Lượng nhỏ là mê quá sâu Lượng lớn thì phước lớn Trong thế suốt thế gian Phước báo của Phật là lớn nhất Chúng ta xưng ngài là Nhị Túc Tôn Túc là viên mạng hai loại viên mạng, trí tuệ viên mạng và phước bảo viên mạng. Từ đâu mà có? Từ tâm lượng mà có. Tâm lượng của Phật lớn, không có gì không bao dung, nên trí huệ lớn, phước bao lớn. Tâm lượng của chúng ta dụng cũng lớn như vậy Nhưng hiện nay thì sao? Hiện nay mê muội Sau khi mê tâm lượng ngày càng nhỏ Càng nhỏ càng đáng thương Tâm lượng nhỏ nhất là địa ngục Tâm lượng nhỏ nhất không thể bao dung người khác Trong mười pháp giới càng lên cao Thì tâm lượng càng lớn